Xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc. Thế nhưng hôm nay mình muốn mang đến cho anh em một siêu phẩm, một chiếc xe siêu lướt Suzuki Super Carry Pro nhập khẩu Indo. Nói chung một chiếc xe sản xuất đời 2020, thùng kính nha anh em, có cửa hông rất là xịn sò như thế này. Thì một chiếc xe rất là đẹp luôn, kính quay tay thôi. Thì con xe này niên hạn sử dụng nó 2045, Indonesia, tải trọng là 700 kg, thùng 2m6, 80, nội thất rất là đẹp, có máy lạnh 1,5 m luôn, ghế hai chỗ ngồi ốp da, xe siêu lướt anh em, nội thất rất là đẹp luôn anh em, mọi thứ đều rất là ok, rất là tuyệt vời với cái mẫu xe Suzuki nhỏ gọn xinh xắn phiên bản thùng kính như thế này. Đời 2020 nha anh em. Khối lượng toàn bộ của em nó là 2 tấn, khối lượng bản thân là 1,1 tấn, ghế ốp da rất là sang trọng. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, ra điện. Nói chung một chiếc xe dòng ra điện tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Rất là tuyệt vời. Thì con xe này thì đây là phiên bản thùng kính. Bên mình dự kiến chào bán cho anh em với khách hàng của các bạn với mức giá là 295 triệu, có thương lượng cho anh em đến đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình. Nói chung mọi thứ đều rất là tuyệt vời anh em, từ nội thất, thùng bọng cabin, khung sexy, vỏ lốp, khung sexy rất là cứng ngắc luôn anh em, cầu máy hộp số thì rất là tuyệt vời, lốp ngoài nóc dọc sóng rất là xịn sò như thế này, có hai cửa sau dạng container này nè, thùng rất là to luôn. Thùng dài 2m680, chiều ngang là 1m660 và chiều cao là 1m7, thùng kính có cửa hông. Thì nói chung là con xe này mọi thứ đều còn rất ổn, gần như xe mới nè, nguyên zin toàn bộ. Lớp sàn của nó bằng sắt rất là dày, thùng hai lớp nha, lớp trong lớp trên kẽm mà giữa có khung xương mà lớp mất xốp, lớp ngoài lớp inox được sống, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm một lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đem nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải và chuyển hóa của anh em với hàng của các bạn. Xe này vỏ lớp của nó này nè, với đường kính mâm là 13 inch, là bánh trước bánh sau đồng bộ, cầu cũng rất là lớn. Nói chung là xe rất là tuyệt vời, mọi thứ đều còn rất là ổn nha. Nói chung là một xe siêu lướt Suzuki 295 triệu, phiên bản thùng kính rất là đẹp như thế này, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Đấy. Tất cả mọi thứ đều rất là gần như mới luôn anh em, rất là đẹp. Đấy. Động cơ của nó thì là 1,5 lít, công suất đạt 71 kW, động cơ 5,6, máy xăng 4 kỳ, 4 xi lanh hẳn hàng, máy chạy rất là yên, máy rất là đã luôn anh em. Nói chung là dòng này máy cũng rất là khỏe nha. Suzuki Super Carry Pro nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nha. Phiên bản thùng kính có cửa hông 700 kg, thùng dài 2m7, thùng siêu dài. Lưới tản nhiệt rất là rộng luôn, cụm đèn pha halogen rất là sáng, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, mọi thứ đều rất là tuyệt vời với cái mẫu xe này. Với mức giá ra đi em nó 295 triệu, xe còn đăng kiểm rất là dài luôn, nó 2023 nha anh em. Mua về chỉ việc chạy thôi, tiết kiệm cũng được một chi phí cũng rất là nhiều. Xe này nếu mà xe mua mới năm 2021 đâu đó khoảng hơn 300 mấy anh em. Mua xe này thì mình tiết kiệm cũng được một ít chi phí. Đó. Xe cũng gần như xe mới. Và mua xe này thì mình mua sẵn chạy về liền. 2020 nha. Đó. Siêu lướt. Nếu mà mua mới thì nó khoảng hơn gần 350 á. 330 nè, hơn 330 một tí. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong video tiếp theo của mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.